Xin giới thiệu thành phần thi đấu của đội bóng tinh nhỏ Việt Nam. Đội viên số 1 Lê Cao Thắng, đội viên số 2 Nguyễn Trung Thành, đội viên số 3 Nguyễn Đắc Nhân, đội viên số 4 Nam Quốc Thành, đội viên số 5 Phan Thái Minh, đội viên số 6 La Văn Kim, đội viên số 7 Trần Quốc Nhỏ, đội viên dự bị Dương Chí Hùng. Trong thi đấu của câu lạc bộ tinh nhỏ quận 5, bắt đầu.
Thank you.
và về hồi số 4 là 4 đá đấu. Và đầu tiên hồi số 6 là 3 đá đấu. Và đặc biệt hôm thứ 1, 303 ca đấu. Và đặc biệt hôm thứ 4, 101 ca đấu. Và đặc biệt hôm thứ 4, 103 ca đấu. Và đặc biệt hôm số 6 là 2 đá đấu. Và đội số 1 là 3 đá đấu. Và đội số 2 là 1 đá đấu. Trận đấu còn 2 phút. Và đặc biệt câu số 1, 302 ca đấu. Trận đấu còn 30 giây.
ngoài trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh đã di chuyển về vị trí. Xin mời trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh chúng ta di chuyển qua vị trí.